Mỹ Nam bị Hương Giang từ chối lời cầu hôn, bất ngờ lên tiếng thế này đây. Chưa bao giờ thôi khiến khán giả tò mò, chờ đợi. Sự xuất hiện của Hoa hậu Hương Giang trong hai tập cuối show Hẹn Hò Người Ấy Là Ai đã mang lại nhiều hiệu ứng không hề nhỏ. Rất nhiều khán giả mong muốn Hương Giang được hạnh phúc, tìm kiếm được một chàng trai tốt, phù hợp sau khoảng thời gian lẻ bóng. Thế nhưng, diễn biến ở tập cuối Người Ấy Là Ai lại mang đến nhiều cảm xúc hơn khi mà Hoa hậu Hương Giang đã bỏ qua Khánh Ngô để lựa chọn Hoa đã có chủ Huy Trần. Dù Khánh Ngô đã chuẩn bị cả nhẫn để sẵn sàng quỳ xuống và chờ đợi để được đeo cho Hương Giang nếu cô chọn anh. Việc từ chối chàng trai đã cất công yêu thầm mình một năm vừa qua để trao bó hoa cho chàng Việt Kiều đã có chủ, khiến Hương Giang đối mặt với nhiều luồng ý kiến khác nhau của cư dân mạng. Ngay sau đó, trên trang cá nhân của Khánh Ngô tràn ngập những lời động viên, đồng thời anh chàng cũng đã có một chia sẻ tuy ngắn gọn nhưng vô cùng xúc động sau màn tỏ tình thất bại với Hương Giang. Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác. Hiện tại, trang cá nhân của Khánh Ngô tràn ngập những lời động viên, chia sẻ sau màn tỏ tình thất bại với Hương Giang trong Người Ấy Là Ai. Như Hương Giang cũng chia sẻ hy vọng sau chương trình cả hai sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu nhau. Trấn Thành bật khóc vì sai lầm không đáng có của Hoa hậu Hương Giang. Vào tối ngày 25 tháng 1, tập 13 cũng là tập cuối của chương trình Người Ấy Là Ai đã lên sóng. Trong tập này, đích thân Hương Giang sẽ ngồi vào ghế nóng để chọn cho mình một chàng trai thích hợp. Đứng trước Hương Giang là 5 chàng điển trai, trong đó có người đồng tính, người có chủ và người độc thân. Hương Giang sẽ phải tự tìm cho mình một anh chàng độc thân trong số đó. Ban cố vấn ngồi dưới gồm Thu Phương, Anh Đức, Bibi Trần, Miu Lê sẽ tư vấn cho Hương Giang để giúp cô chọn được chàng trai phù hợp với mình. Ở vòng đầu tiên, Hương Giang đã chọn đúng và loại một anh chàng là người đồng tính. Tuy nhiên, ở vòng tiếp theo là vòng bứt phá, cô lại trở nên mơ hồ và đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Đầu tiên, Hương Giang đã loại bỏ một anh chàng người nước ngoài vì cho rằng đó là người đã có chủ. Cô còn nói hầu hết những người nước ngoài ở Việt Nam đều đã có người yêu hoặc đã có vợ con. Nhưng rất tiếc, anh chàng này lại là người độc thân, đẹp trai, nhiều tài lẻ và rất muốn chiếm được trái tim của cô. Anh ta thậm chí còn đàn hát một ca khúc tiếng Việt dành cho Hương Giang ngay trên sân khấu, khiến cô vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, theo khán giả, sai lầm và cũng là nỗi đáng tiếc lớn nhất của Hương Giang là đã cố tình loại bỏ Khánh Ngô, một anh chàng có ngoại hình thư sinh hiền lành. Được biết, Khánh Ngô đã vốn quen Hương Giang từ trước qua một người bạn. Thậm chí cô còn từng đến nhà người bạn này chơi và gặp gỡ Khánh Ngô. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, hai người trở nên xa lạ và không còn liên lạc với nhau. Việc Khánh Ngô tham gia chương trình khiến Hương Giang khá bất ngờ. Đặc biệt, anh tỏ ra vô cùng chân thành và quyết tâm muốn chinh phục được Hương Giang để có được tình yêu của cô. Khánh Ngô đã nói nhiều câu khiến khán giả phải nức lòng. Như chọn người mình yêu mà không chọn người 10 điểm, chỉ chọn người 7 điểm. 3 điểm còn lại nằm ở sự bứt phá của hai người. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây là sự bứt phá của tôi. Nếu một ngày người ta ở một đẳng cấp khác, cuộc sống không ngừng trôi, cuồng quay không dừng mà mình cứ dậm chân một chỗ thì mình phải chạy theo, phải tìm kiếm cơ hội. Ngày hôm nay tôi đã nắm bắt được cơ hội đó. Tôi không quan trọng hai đối thủ còn lại, tôi chỉ quan trọng người con gái của tôi. Những câu nói này đã khiến Trấn Thành phải thốt lên, quá xuất sắc, như vậy mới là đàn ông. Tôi xin lỗi mấy anh chị nào nói người ta không tự tin nhé. Với cái loại câu hỏi anh chị đưa ra mà trong vòng vài giây người ta đã đáp như một cái tát vào mặt anh chị là quá đàn ông. Hương Giang ngay lập tức chia sẻ, ngày xưa tôi có biết bạn nhưng không kịp đủ thời gian để tiếp xúc với bạn, để hiểu bạn là người như thế nào. Hôm nay tôi vô cùng bất ngờ về bạn. Những gì bạn thể hiện cho tôi thấy rằng, ngày xưa tôi đã lỡ một điều gì đó. Thế nhưng dù rất thích Khánh Ngô, nhưng Hương Giang cuối cùng lại chọn đến với Huy Trần, một anh chàng Việt Kiều điển trai 6 múi. Điều này đã khiến khán giả và Trấn Thành vô cùng bất ngờ, vì ai cũng nghĩ cô sẽ chọn Khánh Ngô sau những nỗ lực và sự chân thành của anh. Bản thân Khánh Ngô cũng rất buồn và đã rơi nước mắt sau khi quay đi. Và cái kết đắng đã đến với Hương Giang khi Huy Trần đã có vợ, còn Khánh Ngô thực sự là người độc thân đang muốn chinh phục cô. Trên sân khấu, Khánh Ngô đã tặng Hương Giang một chiếc nhẫn với thái độ tiếc nuối, buồn sầu và nói, nếu em chọn anh thì sự việc này đã xảy ra rồi, nhưng bây giờ em không chọn thì anh sẽ chờ lần sau. Hành động này của Khánh Ngô đã khiến chính Hương Giang phải ôm mặt khóc. Trấn Thành và Anh Đức cũng bật khóc vì tiếc cho Hương Giang. Anh Đức còn lên tiếng nhắc nhở cô. Sau đó, Khánh Ngô còn chia sẻ thêm rằng anh đã thích Hương Giang được hơn một năm nay, kể từ khi biết cô, nhưng vì cô vụt sáng thành công quá nhanh nên anh đã tự ti và không dám tiếp cận. Đến bây giờ anh mới đủ can đảm để nói ra điều này.
Hầu hết khán giả xem xong chương trình đều tiếc nuối và buồn cho Hương Giang vì đã quyết định sai lầm. Nhiều người còn trách Hương Giang vì đã không biết trân trọng tình cảm. Trấn Thành xúc động nói, tôi rất xúc động khi bạn đưa chiếc nhẫn cho Hương Giang. Trước đây không ai làm điều này với một người chuyển giới trên sóng truyền hình cả. Hoa hậu Hương Giang chính thức lên tiếng sau khi từ chối lời cầu hôn của Mỹ Nam yêu thầm một năm. Vào tối ngày hôm qua, khán giả đã đứng ngồi không yên trước ánh mắt màn cầu hôn cực kỳ chân thành của Khánh Ngô dành cho Hương Giang tại tập đặc biệt ở chương trình Người ấy là ai. Theo đó, anh từng là bạn cũ của hoa hậu và đã có lần sang nhà nấu cho cô ăn. Ngày hôm nay anh đến với show truyền hình này vì muốn chinh phục trái tim của người đẹp. Tuy nhiên, một cái kết đau lòng chính là khoảnh khắc Hương Giang từ chối lời cầu hôn của anh ngay trên sân khấu. Dù giây phút này khiến nhiều người rơi nước mắt, nhưng cô chẳng thể làm cách nào khác. Sau khi chương trình phát sóng, hoa hậu chuyển giới đã chính thức gửi lời xin lỗi đến anh. Cụ thể, cô chia sẻ, 227.000 người xem trực tiếp có lẽ đều là những người mong Hương Giang được hạnh phúc. Chắc là mọi người thất vọng rồi, xin lỗi mọi người nhiều nhé. Xin lỗi Khánh Ngô, quá bất ngờ với Giang khi Khánh xuất hiện ở đây. Chúng ta đang là bạn và đã luôn là bạn. Điều Khánh nói ngày hôm nay thực sự là quá sức tưởng tượng của Giang. Sẽ rất khó cho Giang để tiếp nhận ngay chuyện đó. Và càng khó hơn nữa nếu như Giang nhận lời. Vì nếu bản thân Giang còn chưa kịp điều khiển cảm xúc của mình, Giang không thể cho Khánh cơ hội. Vì như thế là gieo cho Khánh hy vọng. Một hy vọng mà Giang không chắc chắn có tốt cho Khánh hay không. Xin lỗi Khánh rất nhiều, nhưng Giang tin sau chương trình này, Khánh sẽ được bù đắp bởi tình yêu thương của mọi người thay cho Giang Khánh nhé. Khi Khánh Ngô xuất hiện có nghĩa là người độc thân thứ ba đã xuất hiện, đồng nghĩa Huy Trần là người đã có chủ. Không phải Giang không nhận ra, mà chỉ là không thể say yes với Khánh, nên Giang vẫn phải giữ lại sự lựa chọn của mình. Đến một ngày, Khánh sẽ hiểu. Huy Trần, Danh Ngọc và Chuck đều rất dễ thương, mọi người vẫn liên lạc với Giang qua Instagram. Cảm ơn các bạn đã đến vì Hương Giang. Thôi thì I'm going solo vẫn thế. Và thôi thì hãy tin, dù bạn là ai, đâu đó vẫn có người yêu thương và quan tâm bạn. Hãy tin là luôn có người vì chúng ta mà bứt phá. Cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Thu Phương, anh Bùi Đại Nghĩa, Miu Lê, BB Trần. Và đặc biệt là hai người anh đã rơi nước mắt vì lo lắng cho em, Trấn Thành, anh Đức. Tạm biệt Người ấy là ai mùa 1, Good Memories. Khánh Ngô thừa nhận với Trấn Thành rằng anh đã yêu thầm Hương Giang suốt một năm qua. Em vẫn đấu tranh cho suy nghĩ của em từng ngày. Hương Giang lên một tầm cao khác, nhưng em vẫn nuôi cảm xúc đó trong em. Em không quan trọng xác suất thành công bao nhiêu, em chỉ muốn cho Giang thấy em đến đây vì Giang. Tuy nhiên cả hai đã không có cái kết như ý muốn. Thành công trong công việc, nhiều khán giả lo lắng cũng như mong muốn Hương Giang sẽ có thêm một chuyện tình trọn vẹn. Tuy nhiên cô vẫn chưa tìm được người đàn ông cho mình, và hy vọng sẽ sớm có thêm một màn cầu hôn đầy cảm xúc, một cái kết đẹp cho cô nàng trong thời gian tới. Sau tất cả, Hoa hậu Hương Giang tuyên bố điều này liên quan đến tình cũ Chris Lai khiến fan ngỡ ngàng. Vào chiều ngày 30 tháng 12, Hương Giang tổ chức buổi offline ấm cúng với người hâm mộ Hà Nội nhân sinh nhật 27 tuổi. Đây cũng là dịp để cô gửi lời cảm ơn đến fan đã luôn ủng hộ cô trong suốt một năm qua. Từ khi cô đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 cho đến sản phẩm âm nhạc mới đây cô phát hành. Trước thắc mắc về mối quan hệ với bạn trai cũ Chris Lai khi anh xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật vào tối 29 tháng 12, người đẹp khẳng định cả hai chỉ là bạn bè chứ không hề có chuyện nối lại tình xưa. Hương Giang cho biết dù đã chia tay, Chris Lai luôn theo dõi các hoạt động của cô và thi thoảng gửi lời động viên, cả hai duy trì tình bạn đẹp. Hoa hậu chuyển giới không nói rõ hiện tại cô có bạn trai mới hay chưa, mà chỉ tiết lộ cô để cảm xúc diễn ra một cách tự nhiên, chứ không nghĩ đến tương lai lâu dài. Cô cho rằng người đàn ông nào quyết định gắn bó với cô phải là người mạnh mẽ, dám vượt qua định kiến, áp lực của gia đình, bạn bè và xã hội. Bố mẹ của Hương Giang cũng có mặt tại buổi gặp gỡ chiều qua, cả hai luôn chăm chú theo dõi con gái với ánh mắt tự hào và nụ cười ấm áp. Các fan của người đẹp rất hạnh phúc khi được ngồi cạnh trò chuyện và ôm cô để bày tỏ tình cảm. Một năm qua, Hương Giang tích cực hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ game show, ca hát đến các vấn đề cộng đồng. Cô cho rằng vương miện Hoa hậu chuyển giới 2018 đã giúp cho sự nghiệp của cô bước sang một trang mới. Công chúng cũng dành cho cô nhiều thiện cảm hơn so với thời điểm cô còn là ca sĩ. Hiện tại, Hương Giang tập trung tổ chức cuộc thi The Tiffany Việt Nam để tìm kiếm gương mặt đại diện cho Việt Nam tại Hoa hậu chuyển giới 2019. Cô cũng ấp ủ sản phẩm âm nhạc mới. Người hâm mộ thủ đô chuẩn bị bánh, quà tặng sinh nhật cho Hương Giang vào chiều qua.